Câu kinh 20. Những nhà yogi khác đạt được samadhi và phân biệt được tinh thần thuần khiết qua sự tin tưởng, kế đến là nỗ lực, ghi nhớ, tham thiền và nhận thức đúng. Trong những nhóm nhà yogi mà trước đây chúng ta đã bàn, sự nhận thức chỉ giới hạn trong thế giới hiện tượng. Cần hiểu rằng đó chỉ là ba cảnh giới của nhận thức hạ trí, nhận thức cảm dục và cảm nhận của các giác quan trong thể xác. Họ tiếp xúc và biết được những năng lượng mang lại sự cụ thể hóa và động lực của tư tưởng tạo nên những hiệu quả ở cõi trần. Tuy nhiên, ở đây nhà yogi bước vào những lĩnh vực có tính tinh thần tế vi hơn và ý thức được những gì mà chính chân ngã hiểu biết và nhận thức. Y đi vào thế giới của các nguyên nhân. Có thể xem nhóm thứ nhất là nhóm những người đang dấn bước trên đường đệ tử. Giai đoạn này bao gồm thời điểm họ bước vào con đường dự bị, cho đến khi được điểm đạo lần thứ hai. Nhóm thứ hai là các đệ tử trình độ cao hơn. Sau khi đã chế ngự và siêu hóa trọn cả phàm tính, họ có thể giao tiếp với chân thần, tinh thần hay là cha ở trên trời và biết được những điều chân thần nhận thức. Loại nhận thức thứ nhất đến với những người đang trong tiến trình tổng hợp 6 luân xa thấp vào luân xa đầu. Họ thực hiện điều này bằng cách siêu hóa 4 luân xa thấp vào 3 luân xa cao hơn, và sau đó tổng hợp luân xa tim và luân xa cổ họng vào luân xa đầu. Nhờ hiểu biết định luật, nhóm thứ hai làm việc với tất cả các luân xa đã thanh luyện và siêu hóa. Họ biết cách đạt được samadhi thực sự hay là trạng thái trừu tượng hóa của nội môn, nhờ khả năng thu năng lượng vào hoa sen ngàn cánh ở đầu. Từ đó, họ rút tâm thức qua hai thể tinh vi hơn, cho đến khi hoàn toàn tập trung và chuyên chú trong thể nguyên nhân là Karana Sarira hay là hoa sen chân ngã. Patanjali cho biết hành giả đạt đến trình độ này qua 5 giai đoạn dưới đây. Người môn sinh cần ghi nhớ rằng các giai đoạn này vốn liên quan đến hoạt động của linh hồn, đến nhận thức của chân ngã, chứ không hề liên quan đến các phản ứng của phàm nhân và của não bộ trong thân xác. 1. Tin tưởng. Trên cảnh giới của mình, linh hồn thực hiện một điều tương tự như việc người chí nguyện tin tưởng vào linh hồn hay tâm thức Christ. Chỉ duy trong trường hợp này, mục tiêu là nhận thức được những gì mà tâm thức Christ hay linh hồn tìm cách biểu lộ, là tinh thần hay là cha ở trên trời. Trước hết, người đệ tử đến mức nhận thức được vị đại diện cho chân như Phật tính hay thiên tính nơi mình. Vị đại diện này còn được gọi là thần thái dương, chân ngã hay linh hồn. Đây là thành tựu của nhóm trước. Về sau, hành giả giao tiếp với chân như là tinh thần thuần khiết, là đấng tuyệt đối, là cha của sự sống. Nhóm điểm đạo đồ này đã biết rõ thế nào là chân ngã và phi ngã. Giờ đây, hình ảnh của phi ngã mờ dần rồi tan biến, chỉ còn tinh thần ngự trị. Niềm tin bao giờ cũng là giai đoạn đầu. Bước đầu là học lý thuyết, sau đó là thực nghiệm, và cuối cùng là nhận thức chân lý. 2. Nỗ lực. Khi đã thấu đáo phần lý thuyết, khi đã nhận thức được mục tiêu, thì tiếp theo là nỗ lực. Đó là hoạt động đúng đắn với nỗ lực đúng cách để tiến đến gần mục tiêu hơn và biến lý thuyết thành sự thực. 3. Ghi nhớ hay chánh niệm. Đây là một yếu tố thú vị trong tiến trình vì nó bao gồm việc thải trừ tạp niệm hay là loại khỏi tâm thức của chân ngã tất cả những hình thái mà từ trước đến nay đã che ám sự thực. Những hình thái này hoặc là do mỗi người tự chọn hay tự tạo. Bước này dẫn đến sự thấu hiểu đích thực hay là khả năng ghi nhận đúng những gì mà linh hồn đã nhận thức, và năng lực truyền đạt nhận thức đúng đắn này đến não bộ của phàm nhân.
Đây là sự ghi nhớ những điều vừa kể. Đây không phải là hồi tưởng về những điều trong quá khứ. Nó bao gồm trình độ nhận thức và việc chuyển di sự nhận thức đó đến não bộ. Bấy giờ, não có nhiệm vụ ghi nhận và rốt cuộc hành giả có thể nhớ lại nhận thức đó tùy ý muốn. 4. Tham thiền. Hành giả cần suy ngẫm về những gì đã thấy và ghi nhận trong não bộ mà vốn đã xuất phát từ linh hồn. Bằng cách đó, y hòa nhập chúng vào trong đời sống. Chỉ nhờ cố gắng tham thiền này mà những nhận thức từ linh hồn mới trở thành sự thực đối với phàm nhân ở cõi trần. Thế nên, trình độ tham thiền này rất cao siêu vì nó theo sau giai đoạn chiêm ngưỡng và là sự tham thiền của linh hồn với mục tiêu soi sáng vận cụ của mình ở cõi trần. 5. Nhận thức đúng. Sự thể nghiệm của linh hồn và hiểu biết của tinh thần hay chân thần bắt đầu thâm nhập vào não bộ của bậc trọn lành hay vị chân sư. Ngài biết được thiên cơ theo thực nghĩa ở cấp cao nhất và thấu đáo mô hình nguyên thủy của thiên cơ. Có thể nói rằng, chính những nhà yogi này đã đạt đến trình độ có thể thấu hiểu thiên cơ hiện có trong trí tuệ của đấng đại kiến tạo vũ trụ. Nay, họ có thể hòa hợp với Ngài. Nhóm các nhà yogi nói trên chỉ đạt đến trình độ có thể nghiên cứu các chi tiết của thiên cơ vĩ đại và hợp tác một cách thông tuệ để xây dựng ngôi đền của Chúa. Sự nhận thức được đề cập ở đây có tính cách cao siêu đến nỗi hầu như chỉ những đệ tử cấp cao mới hiểu được. Thế nhưng, nếu đánh giá được các giai đoạn và đẳng cấp này, người chí nguyện tìm đạo không những thấy được vấn đề khó khăn và vị trí của mình hiện nay, mà còn cảm nhận được sự mỹ lệ của thiên cơ. Câu kinh số 21. Những ai có ý chí mạnh mẽ và linh hoạt sẽ mau đạt được giai đoạn tâm thức tinh thần này. Đây là điều đương nhiên, vì khi ý chí phản ánh trong thể trí trở nên yếu tố nổi bật trong người đệ tử, thì bấy giờ y đã đánh thức được phương diện đó nơi chính mình. Nó vốn hòa hợp với trạng thái ý chí của Thượng Đế, là trạng thái nhất thứ nhất của đấng cha lành. Sự liên giao đi theo đường hướng sau đây. 1. Chân thần hay cha ở trên trời, trạng thái ý chí. 2. Atma hay ý chí tinh thần, trạng thái cao nhất của linh hồn. 3. Thể trí hay ý chí thông minh, trạng thái cao nhất của phàm ngã. 4. Luân xa đầu. Đây là con đường của người thực hành Raja Yoga. Nhờ đó, họ nhận thức được tinh thần và tiến đến trình độ của bậc hoàn thiện. Còn một đường hướng khác nữa là 1. Chân thần. 2. Trạng thái chúa con hay trạng thái Christ. 3. Trạng thái bác ái hay trạng thái minh triết. 4. Bồ đề hay tình thương tinh thần, trạng thái thứ hai của linh hồn. 5. Thể tình cảm, trạng thái thứ hai của phàm ngã. 6. Luân xa tim. Đây là con đường của người thực hành Bhakti Yoga, người sùng tín và vị thánh. Qua đó, họ biết được linh hồn và đạt đến trình độ thánh thiện. Con đường thứ nhất giống dân Aryan đang theo đuổi, trong khi đường hướng thứ hai là con đường thành đạt dành cho giống dân Atlantis. Người môn sinh nghiên cứu kỹ bảng liệt kê nói trên sẽ nhận được nhiều ánh sáng. Khi học về con đường điểm đạo, chúng ta sẽ thấy rõ rằng người ứng viên nhất thiết phải có ý chí mạnh mẽ và năng nổ. Chỉ ý chí đanh thép, sự bền lòng kiên định, cường mãnh, không hề lay chuyển mới giúp người chí nguyện tiến lên trên con đường này và bước vào ánh sáng thanh thiên bạch nhật. Câu kinh số 22. Việc sử dụng ý chí cũng có nhiều mức độ khác nhau, có thể mãnh liệt, vừa phải hay nhẹ nhàng. Để đạt tâm thức tinh thần đích thực, hãy còn có một con đường khác nữa. Ở đây nên giải rõ hai con đường giúp mọi người đạt đến mục tiêu, hiểu biết sự sống tinh thần và giải thoát,
Đó là con đường yoga mà Patanjali đã phát thảo. Trên con đường này, hành giả sử dụng ý chí, phân biệt giữa chân ngã và phi ngã, và thấu đạt đến tinh thần thuần khiết. Đây là con đường dành cho giống dân thứ 5 hay là dân Aryan. Đây cũng là con đường dành cho những ai có chức năng phát triển nguyên khí thứ 5 hay trí tuệ, và nhờ thế mà thực sự trở thành những người con của trí tuệ. Chính họ trở thành ngôi sao năm cánh, ngôi sao của bậc trọn lành, trong nguồn vinh quang viên mãn. Đi theo con đường này, hành giả chế ngự được năm cảnh giới tiến hóa của nhân loại và siêu nhân loại. Bấy giờ, Atma hay ý chí thiêng liêng, trạng thái thứ nhất, hiển lộ qua trung gian của Bồ Đề hay tâm thức Vai, dùng Manas, tức là thượng trí, làm phương tiện. Con đường kia là con đường hoàn toàn sùng tín. Với lòng sùng tín mạnh mẽ và hiến dâng trọn vẹn, người trí nguyện dần dần biết được thực tính của tinh thần. Đây là con đường ít trở ngại nhất dành cho phần đông nhân loại, và đã là phương pháp thành đạt dành cho giống dân có trước giống dân Aryan. Phương pháp này hầu như không kể đến nguyên khí thứ 5. Đó là sự thăng hoa của nhận thức giác quan, là con đường của xúc cảm mãnh liệt. Theo đúng phương pháp này, hành giả chế ngự được 4 cảnh giới và làm hiển lộ Bồ Đề hay tâm thức Christ. Người môn sinh cần phân biệt rõ giữa hai con đường này và lưu ý rằng huyền bí gia của chánh đạo có khả năng hòa hợp cả hai. Nếu trong kiếp sống này y đi theo con đường Raja Yoga với lòng nhiệt thành và tình thương, thì đó là về trong những kiếp khác y đã dấn bước trên con đường sùng tín và đã tìm thấy đấng quai, tức là Bồ Đề tâm nơi chính mình. Trong kiếp sống này, y tóm lược lại kinh nghiệm đã có, đồng thời sử dụng ý chí mạnh mẽ và kiểm soát trí tuệ. Rốt cuộc, qua cố gắng đó, y được khải thị về tinh thần thuần khiết hay là cha ở trên trời. Các nhà luận giải câu kinh này nói rằng, những người thực hành theo phương pháp Raja Yoga và sử dụng ý chí được chia thành 3 nhóm chính. Các nhóm này còn được chia thành 9 nhóm tương ứng. Có những người sử dụng ý chí mạnh mẽ đến mức họ đạt được kết quả hết sức nhanh chóng. Tuy nhiên, cố gắng như thế có kèm theo những nguy cơ và nguy hiểm. Đó là nguy cơ phát triển không đồng đều và phủ nhận vai trò của cái tâm trong bản tính của hành giả, cùng với một số hủy diệt mà về sau cần phải hàn gắn. Kế đến là những người chí nguyện tiến bước không mau lẹ như trên và tiêu biểu cho trung đạo. Họ tiến hành đều đặn, liên tục với mức độ vừa phải. Họ được gọi là chuyên gia có phân biệt vì không cho phép bất cứ sự thái quá nào. Người trong thời kỳ hiện nay nên áp dụng phương pháp của họ. Cũng có những linh hồn dịu dàng với đặc trưng kiên trì, điềm tĩnh. Họ tiến tới đều đều, liên tục, không lệch hướng và rốt cuộc đạt đến mục tiêu. Họ có đặc điểm rất kiên định nhưng tiến độ chậm chạp. Họ là con rùa trên đường đạo, trong khi nhóm đầu được xem là thỏ. Trong một số cổ thư có minh họa chi tiết về 3 nhóm người tìm đạo nói trên theo 3 biểu tượng dưới đây. 1. Nhóm có ý chí mạnh được gọi là dê. Những người chí nguyện loại này thường đầu thai dưới cung Ma Kết. 2. Nhóm có ý chí vừa phải được gọi là cá. Nhiều người trong họ ra đời dưới cung Song Ngư. 3. Nhóm có ý chí yếu hay chậm chạp được gọi là cua. Họ thường chào đời dưới cung Cự Giải. 3 nhóm nói trên còn bao gồm những nhóm phụ khác nhau. Điều thú vị là trong văn khố của các đấng nghiệp quả tinh quân, có ghi đa số những người thuộc 3 nhóm vừa kể đều đi vào cung thiên xứng hay là cái cân khi gần đến cuối chu kỳ cố gắng của mình. Nhập thế dưới thiên tượng này, họ thận trọng cân bằng các cặp đối cực. Họ làm cho sự phát triển tiến diện của mình trở nên cân đối. Họ sửa đổi những gì không đồng đều trong cố gắng của mình từ trước đến nay và bắt đầu áp dụng một số nhịp độ thăng bằng.
Thường thì sau đó họ đi vào thiên tự bảo bình và trở thành người mang bình nước, phải đội trên đầu bình nước của sự sống. Do đó, họ phải điều chỉnh tốc độ khi nhanh chóng leo lên đỉnh núi điểm đạo, nếu không, nước sẽ bị sánh ra ngoài và bình sẽ bị vỡ. Mặt khác, cũng bởi nước này là nhằm giải thoát cho đại chúng, nên họ phải tiến bước nhanh hơn vì nhu cầu quá lớn. Thế là, người đi đầu trở thành người cuối, và người ở cuối lại tiến lên hàng đầu. Thỏ và rùa cùng gặp nhau tại mục tiêu. Câu kinh số 23. Hành giả biết được Isvara khi hết lòng sùng kính Isvara. Isvara là người con biểu hiện thông qua mặt trời. Đây là trạng thái đại vũ trụ. Isvara là con của Thượng Đế, là đấng quay vũ trụ, chiếu sáng rực rỡ trong tâm của mỗi chúng ta. Từ tâm được dùng ở đây theo hàm nghĩa huyền môn. Những phần tương ứng sau đây có thể soi sáng vấn đề và cần nghiên cứu kỹ. Trạng thái đặc tính luân xa đại vũ trụ. Trạng thái tinh thần Đức Chúa Cha chân thần. Đặc tính ý chí luân xa đầu đại vũ trụ mặt trời tinh thần trung ương. Trạng thái linh hồn Đức Chúa Con chân ngã. Đặc tính bác ái luân xa tim đại vũ trụ tâm của mặt trời. Trạng thái thân xác Chúa Thánh Thần phàm ngã. Đặc tính thông tuệ linh hoạt luân xa cổ họng đại vũ trụ mặt trời vật chất. Isvara là trạng thái thứ hai, vì thế thực nghĩa của câu này là khi hành giả hết lòng sùng kính và yêu thương Isvara, đấng Quai biểu hiện, thì y có thể giao tiếp hay biết được tâm thức Quai hay linh hồn. Isvara là Thượng Đế ngự trong tâm của mỗi người con của Thượng Đế. Ngài ngự ở nơi sâu kín của luân xa tim. Hành giả chỉ tìm thấy Ngài qua tình thương thuần khiết và phụng sự hết lòng. Khi đến với Ngài, người sùng tín thấy Ngài ngự trên hoa sen 12 cánh của luân xa tim. Tay Ngài cầm giữ viên ngọc quý trong hoa sen. Đó là cách người sùng tín tìm thấy Isvara. Khi người sùng tín trở thành nhà Raja Yogi, thì Isvara sẽ tiết lộ cho y biết bí mật của viên ngọc này. Khi người sùng tín biết được đấng Quai là vị vua ngự trên ngưa của luân xa tim, thì Ngài sẽ hiển lộ đấng cha lành cho người tôn sùng Ngài. Thế nhưng, người sùng tín phải dấn bước trên con đường Raja Yoga và kết hợp sự hiểu biết của tri thức, sự chế ngự và giới luật của thể trí trước khi có thể thực sự được khải thị. Rốt cuộc, thần bí gia phải trở thành huyền bí gia. Những phẩm tính của đầu và phẩm tính của tim phải được phát triển như nhau vì cả hai đều thiêng liêng. Câu kinh 24. Isvara là linh hồn, không hề bị giới hạn, siêu thoát khỏi nghiệp quả và dục vọng. Trên đây là mô tả thực tính của con người tinh thần và mối liên hệ của người với tam giới. Đây là trạng thái của vị chân sư hay một bậc toàn thông, của linh hồn đã phát huy các quyền bẩm sinh và không còn bị chi phối bởi các mãnh lực và năng lượng của phàm tính. Câu này và ba câu sau đưa ra hình ảnh của con người siêu thoát, đã thoát vòng luân hồi và đã tìm thấy chân ngã qua phấn đấu và kinh nghiệm. Ở đây nói lên bản tính của vị thần Thái Dương, người con của Thượng Đế, là chân nhân hay chân ngã. Chúng ta được biết rằng chân ngã, một, không hề bị giới hạn. Chân ngã không còn bị giam hãm, gò bó và hạn chế bởi bốn hạ thể. Chân ngã không còn bị đóng đinh trên thập tự giá của vật chất. Bốn hạ thể, thể xác, thể dị thái, thể tình cảm và thể trí không còn là nhà tù của chân ngã. Nay chúng chỉ là những khí cụ mà chân ngã có thể tùy ý sử dụng hay từ bỏ. Chân ngã hoạt động tự do.
Nếu chân ngã lưu lại trong lĩnh vực của tam giới, thì đó là do chân ngã tự chọn, và chân ngã có thể chấm dứt sự tự giới hạn này tùy ý muốn. Chân ngã là chủ nhân trong tam giới. Chân ngã là con của Thượng Đế, chế ngự và kiểm soát các công trình sáng tạo trong ba cõi thất này. 2. Siêu thoát khỏi nghiệp quả. Vì hiểu biết định luật nên chân ngã đã điều chỉnh toàn bộ nghiệp quả của mình, đã thanh toán mọi khoản nợ, làm tròn mọi nghĩa vụ và giải quyết mọi ân oán trong đời. Với nhận thức thâm sâu, chân ngã hữu ý đi vào thế giới của nguyên nhân, rời bỏ thế giới của hậu quả là tam giới. Thế là chân ngã không còn do mù quáng và vô minh tạo ra những tình trạng dẫn đến hậu quả xấu xa. Chân ngã bao giờ cũng hoạt động đúng theo định luật, và mọi sự phát biểu năng lượng qua lời nói và hành động tự phát đều được thực hiện với đầy đủ hiểu biết và kết quả sẽ xảy ra. Vì thế, không sở hành nào của chân ngã sẽ mang lại kết quả xấu và do đó mà không gây nghiệp quả. Kẻ thường nhân làm việc với các hậu quả và mù quáng tìm đường đi qua các hậu quả đó. Vị chân sư làm việc với các nguyên nhân và không bị ràng buộc hay hạn chế bởi những hậu quả ngài tạo ra do vận dụng định luật. 3. Siêu thoát khỏi dục vọng. Những sự vật của cảm nhận giác quan trong tam giới không còn hấp dẫn hay quyến rũ được ngài. Tâm thức của ngài nay hướng nội và hướng thượng, và không hề hướng ngoại hay hướng hạ. Ngài ngự ở tâm điểm, và những gì ở ngoại vi không còn hấp dẫn được ngài. Sự khát khao kinh nghiệm, sự thèm muốn đời sống ở cõi trần, và sự ham mê những loại hình hài sắc tướng khác nhau không còn sức thu hút đối với ngài. Ngài đã thể nghiệm và biết, đã đau khổ và bị buộc phải đầu thai do lòng khao khát cái phi nhã. Nay tất cả đều chấm dứt, và ngài là linh hồn giải thoát. Câu kinh số 25. Trong Isvara, vị thầy thiêng liêng, mầm mống của toàn chi mở ra vô hạn. Theo ý nghĩa đại vũ trụ, Thượng Đế là vị thầy của tất cả. Ngài bao gồm sự toàn chi và dĩ nhiên là tất cả các trạng thái tâm thức. Ngài là linh hồn của muôn loài vạn vật, linh hồn của hạt nguyên tử vật chất cũng như linh hồn của mọi người đều là thành phần trong nhận thức vô hạn của ngài. Linh hồn của con người cũng có tiềm năng đó, và khi tâm thức không tự đồng hóa với các vật cụ hay cơ quan của nó, thì mầm mống của toàn chi bắt đầu nảy nở. Có thể thấy, mầm mống toàn chi trong những giai đoạn khai mở khác nhau, trong người đệ tử, vị cao đồ, vị chân sư hay thánh sư, trong Đức Quai, Đức Phật, và trong Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, là vị có danh hiệu đấng thái cổ trong kinh thánh. Tất cả đều có tâm thức của Thượng Đế, và họ vượt qua hết cuộc điểm đạo này đến các cuộc điểm đạo khác. Khi hành giả thấu đáo được một giai đoạn, thì ngay trên trình độ đó bao giờ cũng thấy rõ một lĩnh vực mở mang tâm thức khác khả dĩ có. Tiến trình này luôn luôn là như thế, và có thể tóm lược như sau. 1. Một sức thôi thúc hay quyết tâm đạt được kiến thức mới. 2. Giữ vững và sử dụng tâm thức đã khai mở, và từ trình độ đã đạt cố gắng tiến đến mức nhận thức rộng lớn hơn. 3. Vượt qua những khó khăn do sự hạn chế trong vận cụ của tâm thức và do nghiệp quả. 4. Những trắc nghiệm nội môn áp dụng cho người đạo sinh khi y tỏ ra có năng lực. 5. Người đạo sinh chiến thắng vẻ vang. 6. Đại đoàn trưởng giáo, các vị hướng đạo của nhân loại công nhận sự chiến thắng và thành đạt của y. 7. Thấy được bước kế tiếp. Sự khai mở cứ tiếp diễn như thế, và trong mỗi chu kỳ cố gắng, người con của Thượng Đế đang tiến hóa tìm thấy quyền năng bẩm sinh của mình với vị thế của một người hiểu biết. Y đã nghe giáo huấn truyền thống, đã thấy sự tan rã của những gì mà y gìn giữ bấy lâu, đã thấy những điều ẩn giấu đối với kẻ chỉ biết theo truyền thống, thay thế giáo huấn ấy với những điều mới thấy được.
trao tặng những điều đã hoạch đắc cho những ai yêu cầu với bàn tay không, và tiến vào phòng học tập ở bên trong. Khi nghiên cứu những câu có liên quan đến Isvara này, người môn sinh cần lưu ý rằng các câu ấy đều nói về người con của Thượng Đế. Đó là ngôi thứ hai của ba ngôi thiêng liêng khi Ngài biểu hiện qua trung gian của một thái dương hệ với tính cách linh hồn đại vũ trụ. Cũng có ý nghĩa chỉ về người con của Thượng Đế là trạng thái thứ hai của chân thần, khi chân thần biểu hiện qua trung gian của một con người. Đây là linh hồn tiểu vũ trụ. Sau đây là những từ đồng nghĩa của trạng thái Isvara cần nên nghiên cứu. Với đại vũ trụ, Isvara trạng thái thứ hai, phẩm tính bác ái. Con của Thượng Đế, hiển lộ Đức Chúa Cha, đấng quai vũ trụ, Thượng Đế Lâm Phàm, Vishnu, ngôi hai của ba ngôi trong Ấn Giáo. Linh hồn của vạn vật, nguyên tử và linh hồn là những từ đồng nghĩa. Đại ngã, bao gồm các tiểu ngã. Tôi là đó, tâm thức thập tập thể. A-U-M, linh từ thiên khải, ngôi lời, Thượng Đế hiện thể. Vị thầy thiêng liêng, vị thầy của tất cả. Ánh sáng của thế gian, chói rạng trong bóng tối. Với tiểu vũ trụ, trạng thái thứ hai, bác ái minh triết, con của đấng cha lành, làm hiển lộ chân thần, đấng Christ trong bạn, nguồn hy vọng vinh quang, linh hồn, tâm thức, chân ngã, chúa của các thể, chân nhân, thực thể tự nhận thức. Ngôi lời, Thượng Đế giáng trần, A-U-M, linh từ mặc khải. Chủ nhân, chân ngã ngự trên ngôi, phóng quang của chân nhân, ánh sáng nội tâm, con người tinh thần, sử dụng phàm nhân. Câu kinh 26, Isvara, vị thầy thiêng liêng, không hề bị hạn định bởi thời gian, là huấn sư của các vị chúa nguyên thủy. Kể từ khi điều kiện thời gian và không gian hiện hữu, đã có những người đạt được sự toàn tri. Đó là những người mà mầm mống hiểu biết đã được vun bồi thích hợp và phát triển, cho đến khi bừng nở thành nguồn vinh quang viên mãn của linh hồn giải thoát. Có thể thực hiện điều này theo những phương cách. 1. Sự đồng nhất mỗi linh hồn cá nhân với đại hồn. 2. Lực hấp dẫn của đại hồn thu hút các linh hồn riêng rẽ của vạn vật dần dần về với đại hồn. Đây chính là lực tiến hóa, tác nhân hấp dẫn vĩ đại kêu gọi các sinh linh thiêng liêng, các đơn vị tâm thức hướng ngoại, quay về nguồn cội của mình. Đây cũng là sự ứng đáp của linh hồn cá nhân với mãnh lực của linh hồn vũ trụ. 3. Cuộc huấn luyện chuyên sâu của đại đoàn trưởng giáo. Nhờ đó mà các linh hồn nhận được sự kích thích và sinh động để họ tiến bước nhanh hơn hướng đến đỉnh cao. Người môn sinh huyền bí học cần ghi nhớ rằng tiến trình này đã tiếp diễn trong những cuộc tuần hoàn và chu kỳ có trước địa cầu của chúng ta. Những vị chúa hay những vị thánh triết nguyên thủy là những bậc chọn lành cao cả đã nếm trải kinh nghiệm theo luật tái sinh. Các ngài đã được khải thị các bí nhiệm bởi đấng điểm đạo duy nhất là đại diện của đại hồn trên hành tinh chúng ta, rồi đến lượt các ngài trở thành huấn sư và đấng điểm đạo cho hậu thế đi vào các bí nhiệm nói trên. Vị thầy duy nhất bao giờ cũng có ở nội tâm, đó là linh hồn, đấng ngự trị nội tại, là người suy tưởng trên cảnh giới của mình. Vị thầy duy nhất này là phần hiện thể của cái toàn thể của đại hồn. Khi một người mở mang tâm thức, thì người đó trở thành vị thầy đối với những người khác chưa trải qua sự triển khai tương tự. Đây là phương cách trở nên thành thạo trong giới nhân loại. Vì thế, tất cả đều là những vị thầy và đồng thời cũng là đệ tử. Tất cả đều là học viên và tất cả cũng là huấn sư, chỉ khác nhau ở trình độ nhận thức.
Ví dụ như, A. Người trí nguyện trên đường đạo là môn sinh của những đệ tử cấp thấp. B. Người đệ tử dự bị trên đường đạo là môn sinh của những đệ tử cấp cao. C. Các đệ tử chính thức là môn đệ của một cao đồ và của chân sư. D. Một cao đồ là đệ tử của chân sư. E. Chân sư là đệ tử của thánh sư. F. Các thánh sư là đệ tử của những điểm đạo đồ cao cấp hơn nữa. G. Những vị này lại là đệ tử của Đức Oai hay là vị trưởng ngành giáo dục? H. Vị trưởng ngành giáo dục là đệ tử của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu. I. Đức Chúa Tể Hoàn Cầu là đệ tử của một trong ba vị hành tinh Thượng Đế, đại diện cho ba trạng thái chính. J. Các vị này lại là đệ tử của Đức Thái Dương Thượng Đế. Vì thế, người môn sinh nghiên cứu kỹ sẽ thấy rõ rằng tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau đến đâu và bằng cách nào mà sự thành tựu của một đơn vị sẽ ảnh hưởng sâu xa đến toàn cơ thể. Con đường đệ tử có thể được xem như là một từ chung bao gồm toàn bộ các trạng thái hay điều kiện sống trong giới thứ tư và giới thứ năm, giới nhân loại và giới tinh thần. Trong đó, những cuộc mở mang tâm thức nhất định được thực hiện qua việc rèn luyện cụ thể. Câu kinh 27. Linh từ của Isvara là AUM hay OM. Đây là Pranava. Các môn sinh cần ghi nhớ rằng có ba linh từ hay ba âm thanh căn bản trong cuộc biểu hiện. Điều này đúng với giới nhân loại. Đó là 1. Linh từ hay là nốt của thiên nhiên. Đây là linh từ hay là âm thanh của tất cả các hình thể hiện hữu trong vật chất cõi hồng trần. Như chúng ta thường biết, nó được ngân lên trên nốt FA cơ bản. Đây là nốt mà huyền bí gia của chánh đạo không sử dụng. Lý do là vì công tác của họ không liên quan đến việc làm gia tăng phương diện hữu hình, mà nhằm phát biểu khía cạnh nội tại hay vô hình. Đây là linh từ của trạng thái thứ ba, của Brahma hay Chúa Thánh Thần. 2. Thánh ngữ. Đây là linh từ vinh quang, là AUM. Đây là Pranava, âm thanh của chính sự sống hữu thức, khi sự sống được truyền vào tất cả các hình hài, sắc tướng. Khi được phát ra đúng cách, linh từ của thiên nhiên cung ứng các hình thể để nhằm hiển lộ linh hồn hay trạng thái thứ hai. Tương tự, khi được phát biểu đúng cách, Pranava cũng làm hiển lộ đấng cha lành hay tinh thần qua trung gian của linh hồn. Đây là linh từ của những người con lâm phàm của Thượng Đế. Trong phần luận giải ngắn ngủi này, không thể nào viết một thiên khảo luận về điều bí mật này của các bí mật và bí nhiệm vĩ đại này qua các thời đại. Tất cả những gì có thể làm là đối chiếu một số sự kiện về thánh ngữ AUM và để cho người môn sinh triển khai ý niệm cũng như thấu hiểu ý nghĩa của những câu vắn tắt được đưa ra, tùy theo trình độ trực giác của y. 3. Linh từ thất truyền. Ý tưởng về linh từ thất truyền đã được hội tam điểm giữ gìn cho chúng ta. Đây là linh từ của trạng thái thứ nhất, trạng thái tinh thần. Chỉ những người được điểm đạo lần thứ ba mới có thể bắt đầu tìm kiếm linh từ này. Vì chỉ linh hồn đã giải thoát mới có thể tìm thấy nó. Linh từ này liên quan đến cuộc điểm đạo cao nhất, nên chúng ta có bàn thêm cũng chẳng ích chi. Vì thế, có thể đưa ra những điều sau đây về thánh ngữ để người môn sinh nghiên cứu kỹ. 1. AUM là linh từ vinh quang, là đấng Christ trong chúng ta, nguồn hy vọng vinh quang. 2. Khi được hiểu đúng, linh từ này làm cho trạng thái quay, trạng thái thứ hai của thiên tính bừng chiếu rạng ngời. 3. Đây là âm thanh giúp linh hồn lâm phàm của đại vũ trụ hay tiểu vũ trụ, chân nhân, đấng quay đi vào cuộc biểu hiện và làm cho phóng quang của chân nhân hiển lộ ở trần gian.
4. Đây là linh từ khai phóng tâm thức và khi được hiểu đúng và sử dụng đúng, sẽ giải thoát linh hồn ra khỏi sự hạn chế của hình hài, sắc tướng trong tam giới. 5. AUM là từ tổng hợp 3 trạng thái, và vì thế, chính yếu là linh từ của giới nhân loại, trong đó 3 phương diện của sự sống thiêng liêng, tinh thần, linh hồn và thân xác phối hợp. 6. Theo một ý nghĩa đặc biệt, AUM cũng là linh từ của giống dân thứ 5, giống dân Aryan. Nhiệm vụ của giống dân này là làm hiển lộ, theo cách mới mẻ hơn và đầy đủ hơn, bản tính của đấng ngự trị ở nội tâm, là linh hồn bên trong hình thể, người con của trí tuệ, vị thần Thái Dương, nguyên khí thứ 5. 7. Hành giả chỉ hiểu rõ ý nghĩa của linh từ này sau khi nhận thức được ánh sáng nội tâm. Khi được sử dụng, tia sáng trở thành ánh sáng chói rạng, ánh sáng trở thành ngọn lửa, và rốt cuộc, ngọn lửa trở thành ngôi mặt trời. Khi được sử dụng, ngôi mặt trời công chính xuất hiện trong cuộc sống của mọi người. 8. Mỗi một trong 3 mẫu tự này đều có liên quan đến 3 trạng thái, và mỗi mẫu tự đều có thể áp dụng cho bất cứ bộ ba nào mà chúng ta đã biết. 9. Vị thầy hay thượng đế nội tâm thực sự là linh từ, là AUM. Đối với vị thầy này, ngự ở tâm của cả chúng sinh, quả thực là lúc khởi thủy đã có ngôi lời cùng với thượng đế tạo thành lưỡng nguyên, và ngôi lời chính là thượng đế. Khi sử dụng linh từ, hành giả nhận thức được A. Thiên tính chính yếu của mình, B. Mục đích của quá trình khoác lấy hình thể, C. Sự cấu tạo và tính chất của các hình thể đó, D. Thực tính của tâm thức, hay là mối liên hệ của chân ngã thiêng liêng, hay tinh thần với hình thể, là đối cực của tinh thần. Mối liên hệ này, trong diễn trình tiến hóa, được gọi là tâm thức, và đặc trưng của tâm thức là tình thương. 10. Vị tôn sư hay chân sư hướng dẫn đệ tử đến cửa điểm đạo và trông nom y trong tất cả các cuộc trắc nghiệm và những tiến trình ban đầu và về sau, thì ngài cũng tiêu biểu cho linh từ. Khi sử dụng âm thanh vĩ đại này một cách khoa học, ngài tạo ra sự kích thích và tăng cường nhất định trong các luân xa của người đệ tử, để khả dĩ có một số phát triển. Không nên nói nhiều hơn về thánh ngữ ở đây. Những điều đã nói trên là đủ cho người trí nguyện thấy được mục đích và mãnh lực của thánh ngữ. Khi người môn sinh đã có những kết luận đúng đắn qua nghiên cứu và tự cố gắng, thì y sẽ được truyền đạt thêm thông tin theo những cách khác và vào thời điểm khác. Có thể nói thêm rằng, khi tham thiền về linh từ vĩ đại này, hành giả sẽ tìm thấy manh mối thực nghĩa nội môn của những điều mà H.B. Blavatsky đã ghi trong giáo lý bí nhiệm. Sự sống mà chúng ta cho là dạng hiện tồn duy nhất, vốn biểu hiện trong cái gọi là vật chất, hoặc trong cái mà, do tách biệt sai lầm, chúng ta gọi là tinh thần, linh hồn và vật chất trong con người. Vật chất là phương tiện cho linh hồn biểu hiện trên cõi đời này. Linh hồn là phương tiện trên cõi cao cho tinh thần biểu hiện. Ba trạng thái này là tam vị nhất thể được tổng hợp bởi sự sống vốn thấm nhuần tất cả. Câu kinh 28. Bằng cách hướng lên thánh ngữ và suy ngẫm về ý nghĩa của nó, hành giả tìm thấy đường đạo. Đây là câu nói rất tổng quát, nhưng vẫn truyền đạt được thâm nghĩa của các thuật ngữ tiếng Bắc Phạn được dùng. Trong số nhiều dịch giả, chỉ có Vivek Ananda chuyển dịch được ý nghĩa này như sau. Thường xuyên trì niệm thánh ngữ Om
và tham thiền về ý nghĩa của nó là đường đạo. Các dịch giả khác bỏ sót ba từ cuối, dù rằng rõ ràng có sự suy diễn này. Không nên giải thích cụm từ sướng lên thánh ngữ theo ý nghĩa quá cụ thể. Sự sướng lên về mặt nội môn dựa vào việc nghiên cứu luật rung động và dần dần điều chỉnh rung động thấp độ của các thể hay các lớp áo của tâm thức. Nhờ thế mà chúng rung động đồng bộ với nốt hay âm thanh của chân nhân hữu thức ở nội tâm. Nói đúng ra, thánh ngữ được linh hồn hay nhân ngã sướng lên trên cảnh giới của mình. Sau đó, rung động này sẽ ảnh hưởng đến các thể hoặc vật cụ khác nhau là nhà của linh hồn. Vì thế, đây là một tiến trình trí tuệ chỉ có thể thực sự được tiến hành bởi những ai đã hữu thức hợp nhất với linh hồn qua hành thiền, nghiêm trì giới luật, cùng với công tác phụng sự. Những người nào chí quyết hành trì điều kiện này thì phải sử dụng các yếu tố mạnh mẽ của trí tưởng tượng, hình dung và bền lòng tham thiền để tiến đến giai đoạn đầu nói trên. Cần lưu ý rằng phải đạt được giai đoạn vừa kể, cho dù chỉ với mức độ tương đối nhỏ, trước khi người chí nguyện có thể trở thành đệ tử nhập môn. Việc sướng lên thánh ngữ là một tiến trình kép, như được nhấn mạnh ở đây. Trước hết là hành động của chân nhân, thần thái dương, chân ngã hay linh hồn khi chân nhân sướng lên thánh ngữ từ cảnh giới của mình ở các cấp trừu tượng của cõi trí. Chân nhân hướng âm thanh này qua Suchapma và các lớp áo của tâm thức đến não bộ trong thân xác của con người ở cõi trần là hình bóng hay phản ảnh của chân nhân. Sự sướng lên này phải được lặp lại liên tục. Suchapma là đường liên kết từ lực mà trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo gọi là sợi dây bạc. Nó là sinh quang tuyến nối kết chân thần hay tinh thần trong mỗi người với não bộ của xác thân. Thứ đến là sự chuyên tâm suy ngẫm của hành giả trong não bộ của xác thân về âm thanh đó khi y nhận biết nó. Ở đây có gợi ý về hai cực của sự sống, linh hồn và phàm nhân ở cõi trần. Giữa hai cực này là đường dẫn truyền rung động của Pranava hay linh từ. Người môn sinh huyền bí cần phải nhận biết được kỹ thuật của các tiến trình đã phát thảo. Trong việc sướng lên thánh ngữ, chúng ta có các yếu tố sau đây. 1. Linh hồn sướng lên hay thở ra thánh ngữ. 2. Suchapma hay là đường liên kết, truyền tải hay truyền tải các rung động của âm thanh này. 3. Những lớp áo của tâm thức là thể trí, thể tình cảm và thể dĩ thái rung động ứng đáp với sự rung động hay hơi thở nói trên và do đó mà được kích thích. 4. Bộ não có thể được rèn luyện để nhận biết được âm thanh ấy và rung động hòa hợp với linh hồn. 5. Sau đó là tác động của hành giả trong tham thiền. Y nghe được âm thanh, đôi khi gọi là tiếng nói tế vi an tĩnh hay là tiếng nói của im lặng. Y nhận thức được thực tính của tiếng nói này và trong suy ngẫm sâu xa, y đồng hóa kết quả hoạt động của linh hồn mình. Về sau, người chí nguyện đi vào các bí nhiệm và học cách thống nhất linh hồn và phàm nhân để cả hai hoạt động như một đơn vị phối hợp ở cõi trần. Bấy giờ, hành giả học cách sướng lên thánh ngữ ở cõi trần với mục đích khơi dậy những mãnh lực còn ẩn tàng nơi mình, và bằng cách đó thức động các luân xa. Nhờ thế, y ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác sáng tạo, huyền thuật và tâm linh trong cuộc biểu hiện. Mục tiêu của y bao giờ cũng nhằm mang lại lợi ích cho đồng bào của mình và xúc tiến kế hoạch của Đại đoàn Trưởng giáo Hành Tinh.
câu kinh 29. Cố gắng này giúp nhận thức được chân ngã, linh hồn và loại trừ mọi chướng ngại. Khi hành giả biết được vị thầy ở nội tâm, y ngày càng cảm nhận sự triển khai năng lực của người và y đặt trọn cả phàm tính dưới sự chế ngự của vị chủ nhân mới này. Ở đây cần lưu ý rằng, rốt cuộc tất cả các chướng ngại hoàn toàn bị loại trừ sau khi có tia chớp đầu tiên của nhận thức. Sự việc xảy ra theo trình tự sau đây. 1. Thiết tha muốn biết được linh hồn. 2. Nhận thức được các trở ngại hay là hiểu được những điều ngăn trở sự hiểu biết đích thực. 3. Trong trí thấu hiểu tính chất của những chướng ngại nói trên. 4. Quyết tâm loại trừ chúng. 5. Trong chớp mắt bỗng nhiên thấy được thực tính của linh hồn. 6. Nguyện vọng mới mẻ và quyết tâm mạnh mẽ muốn chuyển cái nhìn thoáng qua này thành thực tế thường xuyên trong kinh nghiệm ở cõi thấp. 7. Cuộc chiến Kurukshetra, trong đó Krishna là linh hồn khuyến khích Arjuna, là người chí nguyện, giữ vững cố gắng bền bỉ và liên tục. Chính tư tưởng này cũng có trong kinh Cựu Ước, với câu chuyện của Joshua đứng trước thành Jericho. Ở đây, nên kết thúc phần luận giải này với các câu 31, 32, 33 và 34 của quyển 4. 31. Khi đã giải trừ chướng ngại và tinh luyện các thể, hành giả có toàn bộ hiểu biết và không còn điều gì phải làm thêm. 32. Các biến thái của trí tuệ chất hay đặc tính của vật chất qua tính chất cố hữu của ba guna nay chấm dứt vì chúng đã phục vụ xong mục đích. 33. Thời gian vốn là trình tự các biến thái của thể trí cũng chấm dứt, nhường chỗ cho hiện tại vĩnh cửu. 34. Có thể đạt đến trạng thái nhất như tự tại khi ba đặc tính của vật chất là ba guna hay ba mãnh lực của thiên nhiên không còn cầm giữ chân ngã, tâm thức tinh thần thuần khiết rút vào đấng duy nhất.